Vâng, tiếp tục là con thứ hai, con set 5.5 dòng Amley đình đám của Mỹ. Bởi vì sao? Tiếng nó rất là hay các bác. Nghe là một lần là các bác sẽ nhớ mãi. Và khi nghe những em này, các bác sẽ rất là khó tìm những cái con Amley mà để ghép để mà ngon hơn nó ở phân khúc gọi là cộng 5-10 triệu khi các bác đã sở hữu em này. Giờ tầm 25 triệu tìm con Amley nào để đánh anh Đức con 5.5 thì cũng khó. Kể cả con Sansui 7070 24 triệu cũng về chắc nghi. Thì về trưng bày thì con 70 nó sẽ đẹp hơn đấy các bác. Nó đèn đuốc nó bài bản hơn, nhưng mà nghi về chất lượng âm thanh và độ mạnh mỹ thì không bao giờ bằng những con set 5.5 này được nha các bác. Nên là đã nghe những dòng con set này rồi, các bác chưa chơi thì các bác chưa biết đâu, còn đã chơi rồi á thì biết nó rất là hay. Chừng khi mà nghi quen nó rồi á mà muốn tìm con Amley để mà gọi là nâng cấp á thì nó rất là khó, phải nói là rất là khó. Đó là điều rất là nhiều các bác gặp bị phải rồi, đã chơi em này rồi nâng cấp và cảm thấy thất vọng, lại quay ngược lại đồng hồ đi tìm nó lại và mua. Đấy, nhiều bác bán đi rồi và tìm nó lại rất là khó. Đây là con concept 5.5 rất là mới, em mới về trong đợt này hai con thì em cũng đã quay chi tiết từng con cho các bác cùng xem rồi. Dòng này thì đánh 500W chạy sổ sách, tính bass, mic bass này, chép và mic chép, đánh ba cầu loa, loa nét cực kỳ hay, máy cực đẹp nha các bác, đẹp long lanh luôn nha, bộ gỗ này các bác rất đẹp, hàng mạng về. Giá của này là 17.500.000 nha, đã bao gồm phí ship nha các bác. Máy rất đẹp, em quay chi tiết và để các bác cùng xem. Đây là phía sau đường tín hiệu đầu vào và ba trạm loa 500W, 110, 120, hàng Mỹ, điện sử dụng điện 120, các bác cắm 110, 120 nha. Rồi mở nội thất bên trong. Mọi chi tiết các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại 0978338140 hay là 0965770227 nha. Vâng, đây là nội thất bên trong của con concept. Mời các bác cùng xem. Hay kể cả cái thằng phô nó rất là mới nha, còn cả tanker luôn nha. Đây series 1419ND. 4 con sổ sách. Theo máy. Máy rất đẹp nha các bác. Là sẽ đi sườn phía bên hông. Rồi, bác nào mình yêu thích con concept này thì alo cho em nha. Các bác thấy đặc trưng dòng concept nhìn phát là các bác biết đồ chắc đó rồi. Nó sử dụng trở cực kỳ to và chỉ số rất là lớn đó. Nhìn này, đây các bác thấy, đang trở rất là to này. Và chỉ số trở rất là lớn luôn nha, không phải trở chút như những Amley bình thường rồi nha. Nói chung là nó sử dụng những linh kiện chỉ số rất là cao. Đây mặt tiền của nó thì đẹp chấm hết nha các bác. Rồi bác nào yêu thích con set này thì alo cho em, con này series là quên nhanh em quên đập series cho các bác nha. 10688 10688 nha.